Hi, Đan Trang chào mừng bạn đến với kênh Tôi Chọn Hạnh Phúc. Ngày hôm nay là ngày 30 Tết. Sau khi mình dẫn con trai đi tham quan chợ hoa xong thì mình ghé vô nhà bà ngoại để mà thắp hương lên bàn thờ ông bà và thăm bà ngoại. Ngày hôm nay cũng là ngày gia đình sum họp để cúng rước ông bà. Bà ngoại ơi, bà ngoại, bà ngoại ơi, ngoại hồn ngủ hả? Vậy đi, con vô thăm ngoại nè. Mở mắt ra coi biết con không? Dạ, yeah, nè, quay nhìn mặt con nè. Biết con không nè, nhìn con nè, biết ai không? Ngoại biết ai không? Dạ, không. Con Trang hả? Trời ơi, nhớ con không? Nhớ. Nhớ hả? Bà ngoại khỏe không? Ngồi đây, nắm tay, ngồi dậy chơi. Bà ngoại ăn gì chơi? Ngoại ngoại ăn sáng chưa? Bà ngoại lúc này khỏe không? Khỏe. Ăn được không? Được. Con sữa được không? Ngon. Ngủ ngon không? Ngon. Nhớ con không? Nhớ. Lâu lắm rồi con mới vô thăm bà ngoại nè. Quay phim vậy. Quay phim bà ngoại nha. Cười đi, đẹp nè. Đẹp nè. Quay phim ngoại làm kỷ niệm nè. Bà ngoại cười đi. Ngoại cười coi. Đó, mua đồ mới cho bà ngoại kìa. Không. Ôi ôi quá trời đẹp rồi. Bà ngoại bận đồ mới đẹp dữ vậy ta. Con lì xì bà ngoại thích không? Bà ngoại vui không? Vui. Ngoại đợi con chút nha. Ủa nhìn được luôn hả? Nhìn được 500 luôn hả? Biết luôn hả? Mày thích không? Bà ngoại bỏ túi đi, bỏ túi nè. Vậy mày coi mẹ nha. Để dành mua sữa uống nha. Túi đây nè. Túi đây nè. Nay 30 Tết cúng ông bà, cúng ông bà nha, tập trung vô nhà bà ngoại. Chấm cho tao vô coi, chấm cho quan lớn vô. Nè, chị mua ba thứ nè. Con ăn nè. Bà ngoại nhớ chút không bà ngoại? Bà tao đâu có bị lây đâu mà. Hai cái con cha nó chuẩn bị nha, con cha một nhà. Ngoại nhớ, ngoại nhớ con nhỏ này là con nhỏ nào không? Nhớ chứ. Nhớ
tên gì? Ngoại nói coi. Nhỏ này tên gì? Tên gì? Nhỏ này tên gì? Trang nè, con nè, còn nhỏ này nè. Không phải chân. Không phải chân luôn. Chút. Chút em con. Ngoại nhớ không? Chị ta bắt cái ghế lên nóc tôi đứng được. Có đốt nhiều tới 4 cái dữ giờ này là gần 12 giờ còn 7 phút nữa là 12 giờ. Giờ này cả nhà đang làm gì? Giờ này thì Trang đang ngồi viết cái mục tiêu cho năm 2023. Trang đang viết những cái ước muốn của mình trong năm 2023 vào cái quyển sổ này. Chuẩn bị một chút xíu nữa là Trang sẽ xuống mừng tuổi cha mẹ, chúc Tết cha mẹ, cúng giao thừa, cầu mong những điều tốt đẹp nhất đến với bản thân và cho gia đình. Mừng tuổi cha mẹ, chúc Tết cha mẹ xong thì mình sẽ đi ngủ. Sẽ đến với con. Gì đâu cười. Cảm ơn mẹ. Rồi bây giờ tới phần bà ngoại nha. Đây cái phần để chiếc cho con. Đây để mẹ quay nhá, dễ bị lầm nha. Đây rồi chúc bà ngoại sao. Đứng lên, khoanh tay lại đàng hoàng. Khoanh tay lại. Năm mới vui vẻ. Rồi sao nữa? Khỏe mạnh. Khỏe mà. Khỏe mà. Dạ. Có sức khỏe để chăm lo cho con với em. Dạ em để có sức khỏe chăm lo con với em. Rồi. Bà ngoại lì xì cho con, bà ngoại chúc con nè. Năm mới nè. Con lúc nào con cũng phải là siêng năng học hành nha. Nha, biết vâng lời ông bà cha mẹ nha. Nè, bà ngoại nói nãy giờ có nghe không? Năm mới ước với ngoại là sao, học hành sao? Chăm ngoan và siêng năng. Vô lớp không có lười biếng, không có ngồi chơi. Rồi ok, còn lại đi xì. Cảm ơn ngoại. Cảm ơn ngoại. Rồi bây Út tao. Mày đi xì cho bây Út. Chúc bây Út ráng hoàn thành cho thành đạt nha. Sau này là con gặp mình. Bé Út rồi. Trời ơi, sức khỏe, trẻ đẹp, không già, có nhiều niềm, rất vui, nhiều vui. Trời ơi, dữ dằn vậy. Ai không thích có nhiều. Cái nó lòi con heo nó ra kìa. Trời ơi, chúc cha. Thôi, nó ra chi vậy? Trời ơi, kệ đi, sao đâu. Con không có quay. Sống trường thọ. Nhiều mà móc vô bỏ ra rồi chán chết luôn. Không có quay. Bên nhà biết nhiều biết gì cả.
lấy lọc thôi. Ủa sao có con có thờ vậy? Con gái học giỏi nghe. Anh có bao lì xì cho nó chưa? Nè. Con lì xì cho nít không đưa cái bao gì trên nè nè. Thôi khỏi đi. Cái đưa nó cũng lọt ra hả? Nó cũng bóng heo à, kệ đưa đi. Nè con ngoại lì xì với con nè, chúc con học giỏi nghe. Ủa sao vô cái đó? Ở phân bì nữa. Ê, quên nữa. Bỏ heo hả? Quên nữa. Cho heo ăn hả? Đem vô đi. Cái lỗ. Quên nữa chứ. Nè, chị hai lì xì cho Trúc nè. Chúc cưng năm mới là luôn khỏe mạnh nha, bình an, luôn may mắn, học hành thông minh, học giỏi, sớm thực hiện được ước mơ nha. Năm mới chúc chị hai là kinh doanh làm ăn thành đạt, có nhiều tiền, lại xinh đẹp. Ok la rồi đó. Thực hiện được nhiều dự định của mình hơn. Ừ, hay cảm ơn nha. Xinh đẹp là có xinh đẹp. Nè đứng lên con, đứng lên. Đây mẹ lì xì cho con nè. Chúc con năm mới là khỏe mạnh nha, thông minh nè, siêng năng học giỏi nè. Ngoan ngoãn nghe lời ông bà cha mẹ nè, nghe lời thầy cô nè. Siêng năng làm bài tập nha, học giỏi nha con. Dạ. Có chúc mẹ gì không? Con chúc mẹ gì đi. Chúc mẹ năm mới sao? Con khỏe mạnh. Mẹ năm mới vui vẻ, khỏe mạnh. Ừ. Làm ăn phát tài. Làm ăn phát tài. Rồi, mẹ cảm ơn cha nha. Cha mẹ ngoan lắm à. Chúc Út coi. Kìa, đứng lên chúc Út, Út lì xì kìa. Khó ngủ nghe. Buổi tối. Thôi đừng uống. Này ăn tiso hả? Ủa ăn tiso hả? Rồi. Rồi đứng lên. Chúc Út đàng hoàng, khoanh tay lại. Chúc gì Út? Sao? Năm mới sao? Sao nữa? Xinh đẹp. Học giỏi. Bình an. Rồi, Út chúc con năm mới là học giỏi nha. Nghe lời gia đình, ông bà, cha mẹ, trai. Cái cảm ơn gì Út? Cái này con giữ lại làm cái túi. Đẹp không? Rồi này cho em lọc nè. Thôi cái đó ngày mai gì Út gặp về em lọc gì Út lì xì đi. Sáng lì xì đi cho nó lấy nó mừng. Nó cầm nó mừng. Nó biết ai lì xì cho nó mừng dữ lắm. Thời khắc quan trọng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Trong giờ khắc quan trọng này thì mình sẽ ưu tiên ghi những mục tiêu của mình muốn đạt được trong năm tới. Và sau khi cúng giao thừa xong thì mình sẽ lên bàn Phật, để lại Phật và đọc một vài câu thần chú để cúng dường lên chư Phật. Năm mới Tết đến, Trang xin chúc cho cả nhà có một năm mới luôn bình an, luôn dồi dào sức khỏe, gặp nhiều điều may mắn và thành công trong mọi việc. Video của Trang đến đây đã khá dài, Trang xin tạm dừng video tại đây nhé. Nếu cả nhà yêu mến Trang, hãy đăng ký kênh ủng hộ Trang nha. Xin chào.